Hôm nay cả hai chú cháu Dương Văn Hiền, Dương Hữu Phúc cùng đến sân vận động Thống Nhất để dõi theo một người, trọng tài Hàn Quốc Kim Jong Hyuk. Nếu ông chú Dương Văn Hiền đến sân để làm nhiệm vụ giám sát trọng tài Kim, thì Hữu Phúc, chàng trai 18 tuổi đang trên bước đường trở thành trọng tài chuyên nghiệp, đến để quan sát vị vua sân cỏ trẻ Kim Jong Hyuk như một thần tượng để anh học tập noi gương theo. Hôm nay đến đây là mục đích chính là để học hỏi Kim về cái cách điều hành trận đấu của Kim. Kim thì bắt đầu là lúc 18 tuổi, bằng tuổi Phúc bây giờ. Nên nhưng mà đã có 10 năm kinh nghiệm trong công tác làm trọng tài. Khi qua Việt Nam thì Kim tập luyện rất là chăm chỉ và cái cường độ vận động của Kim là hơn gấp khoảng 3-4 lần cái bài test của FIFA đưa ra. Khán giả Việt Nam bắt đầu biết đến vị trọng tài trẻ Hàn Quốc từ SEA Games 25 cách đây 2 năm. Ở trận thắng của U23 Việt Nam trước Malaysia tại vòng bảng, trận ấy trọng tài Kim đã bị các cầu thủ Malaysia toan hành hung sau trận đấu. Tuy nhiên, phải 2 năm sau, ở SEA Games 26 vừa qua, cái tên Kim Jong Hyuk mới trở nên quen thuộc và nổi đình nổi đám ở Việt Nam. Điểm ấn tượng nhất của vị trọng tài mới 28 tuổi nhưng đã có 10 năm kinh nghiệm này chính là luôn biết cách xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân của mình bằng những nụ cười thương trực trên môi mỗi khi rút thẻ. Bỗng chốc, Kim trở thành hot boy của các cô gái trẻ Việt Nam. Trên Facebook, người ta lập hẳn ra trang hội hâm mộ Kim Jong Hyuk. Hôm đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh bắt giải Navibank Cup, trọng tài Kim không khỏi ngạc nhiên khi có đến 200 bạn trẻ đã đợi sẵn chàng từ sân bay. Người ta thường nói trọng tài là kẻ cô đơn giữa đám đông. Điều này không thể đúng với Kim. Những ngày ở Việt Nam, xung quanh anh luôn có những bóng hồng bên cạnh. Nhiều fan nữ bình luận, nhìn Kim cứ như huyền thoại Lý Tiểu Long tái thế. Những ngày ở Việt Nam, Kim vẫn luôn tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và chuyên nghiệp. Tập ở đường chạy sân Thống Nhất, những thông số thể lực của Kim luôn được Hội đồng Trọng tài Hàn Quốc tận Seoul theo dõi qua hệ thống định vị toàn cầu. Trọng tài Kim này bắt đầu cầm còi là năm 18 tuổi. Hiện nay anh ta 28 tuổi, có nghĩa là anh ta có bề dày là 10 năm trong nghề. Và những cái tính cách của anh ta thì rất là chuyên nghiệp. Ví dụ như mỗi buổi tập như thế thì anh ta đều đeo một cái thiết bị của FIFA, thiết bị để theo dõi về sức khỏe, tim mạch và thể lực hàng ngày. Để khi mà anh ta tới đây anh ta tập luyện thì ở bên nước Hàn Quốc người ta đã cập nhật được các thông tin, chỉ số, ngày tập luyện bao nhiêu. Dẫu rất thân thiện nhưng Kim luôn từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Với anh đó là nguyên tắc nghề nghiệp. Nhiều lần Kim phải từ chối sự tiếp cận của báo giới bằng những nụ cười hối lỗi như thế này. Và một điều nữa là tôi nhận thấy tính chuyên nghiệp ở trọng tài này là không bao giờ đá bóng. Mặc dù là trọng tài Việt Nam là sau khi tập luyện xong hay chơi 4-2 nhưng chơi với bóng. Nhưng mà trọng tài này không bao giờ va chạm với bóng. Tôi hỏi thì trọng tài này nói là nếu chúng ta chơi bóng thì dễ bị chấn thương, không thể tiếp tục làm trọng tài được. Tác phong chuyên nghiệp của Kim Jong Hyuk đáng để các đồng nghiệp học hỏi và các cầu thủ tôn trọng. Nhưng hơn hết, chính những tiếng còi quyết đoán, chính xác và nụ cười mang đúng thương hiệu Kim Jong Hyuk đã khiến nhiều người phải có cái nhìn khác về ngày vua sân cỏ vốn lắm điều tiếng ở Việt Nam. Nghiêm minh, công tâm mà vẫn rất gần gũi, đáng yêu.